cái nguồn năng lượng gọi là nguyên âm đó nó rất là rõ, khi nó thoát ra là coi như mình sẽ bỏ hết. Nhưng mà vẫn còn uống chủ lại đây, làm chủ được cái chuyện đó, làm chủ được sanh tử, à tức là làm chủ được sanh tử. Vũ trụ này luôn đúng với quy trình bất di bất dịch của sinh trụ hoại diệt, cũng giống như con người chúng ta luôn trải qua cái hành trình sinh lão và bệnh tử. Vậy thì Đức Phật đã từng chia sẻ làm sao để làm chủ của sinh diệt, và làm chủ sinh diệt là gì, và phương pháp nào đi tới con đường làm chủ của sinh diệt, thì đó là lý do của video ngày hôm nay. Đối với chú thì giống như chú hay nói là trên vạn vật thiên nhiên này đều có khí. Từ cái cây, từ cục đá, tất cả đều nó tích tụ bởi thiên nhiên, vạn loài và những đó đều có một cái khí giống như mình. Thì tất cả nguồn năng lượng nó được nuôi bởi thiên nhiên, giống như là bên trong mình cũng nuôi bởi năng lượng. Thì vậy thì mình có thể không ăn thì nguồn năng lượng nó nuôi được mình hay không? Nếu mà trả thành một người không ăn luôn thì tự nhiên giống như không, không được. Đó là cái định lực âm dương nó phải hòa hợp, nuôi ra những cái có những năng lượng, nuôi cây nuôi người mình phải hấp thụ vô mình mới có, tức là mình phải ăn thì mình mới ra được năng lượng. Coi như là cái sinh tử của cái người tu mà để giải thoát nó không cần thiết một cái thân này. Chứ cái thân sinh ra thì nó phải hoại, trở về với tứ đại. Tứ đại trả về cái tứ đại, cái tứ đại. Còn cái không sinh, cái không diệt đó là chứ nó là cái nguyên căn của mình đó, là cái năng lượng đó thì nó trở về nó, tại nó không có sinh nên nó không có diệt. Không sanh không diệt đó là đạo. Đó là cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó đó. Giống như bây giờ mình cậu Hiếu không thể mô tả là đặt tên cho là cái gì, đó là cái đó. Chứ bây giờ biết nói sao. Thì nó là vậy, trên đời đừng nói mà trường sanh bất lão bất tử thì không có, trên đời này núi cũng còn sập. Con nghĩ là trường sanh bất lão là nói về cái đó đó, nói về cái mà mình nói là không sanh không diệt là cái đó, chứ không phải là sanh bất lão là bởi cái thân này, bởi cái hữu vi này, cái bất sanh bất tử. Nó từ nó đã không sanh thì nó không diệt thôi, cái theo cái định lực nó vậy. Có thân này phải cần ăn uống thì phải cần ăn uống, mà cần ăn uống thì cũng phải diệt, thì nó tụ rồi nó phải hoại, tụ phải hoại. Giờ mình con kiếm gì con làm sao cho nó không tụ mà không hoại vậy ta? Thì bỏ nó, chừng làm bỏ không. Bỏ nó đi, chừng bỏ mình nó không, còn mình nó không bây giờ. Bây giờ con suy nghĩ Tìm cách là bây không giờ nghe. Con suy nghĩ một cái đơn giản như như vậy đi. Như vậy nè, bây giờ cái gì con có, cái gì con muốn thì con thử con bỏ nó ra làm sao. Thí dụ bây giờ con có người yêu đó, con bỏ người yêu này ra gần sao, gần sao? Cảm nhận con đi. Rồi trên đời này có 100 chuyện, con bỏ hết 100 chuyện thì nó ra sao? Gần sao? Thì tự chứng nghiệm đi, chứ còn tả nói thì khó nói luôn. Nhưng mà cái đó là cái cảnh giới cao nhất luôn á, tức là buông bỏ, tức là cái buông bỏ luôn, buông bỏ chính cái mà mình đang buông bỏ, cái chữ buông bỏ luôn á, bỏ luôn một cái thân mình luôn. Mình không còn cái gì, không biết cái gì hết trơn. Thì đó mới đặc sự cảnh buông giới bỏ đó. Vì cái cảnh giới nó là vậy nên khó nói. Giống như con hay đi, con gặp cái này con tâm sự riêng nhỏ nhỏ cũng vui lắm. Con đi gặp được rất là nhiều anh em tu trên núi á. Mỗi lần gặp con nói ê buông bỏ đi, bỏ hết tất cả về đây tu tập. Cái con nhìn họ con cảm giác không phải là gì. Tại chính bản thân họ cũng đâu có buông đâu. Họ đang nắm nguyên cái núi đó, họ đang nắm nguyên khu rừng đó, họ đang nắm cái việc ẩn tu đó, để họ trụ vô ngay chỗ đó thì cũng đâu gọi là buông bỏ. Bỏ luôn cái họ đang muốn thì mới gọi là buông bỏ chứ. Thì nó có một cái hành này nè, cái hành pháp của chú đó. Thấy cái nguồn năng lượng gọi là nguyên âm đó, nó rất là rõ. Khi nó thoát ra là coi như mình sẽ bỏ hết. Thấy nhưng rõ. Nhưng mà chú có ý định là thoát ra luôn không, hay là vẫn muốn ở trần thế này để độ?
dựng coi như nếu mà muốn bỏ ra thì bỏ, rồi tao còn con gặp con nữa. Dạ, nhưng mà vẫn còn muốn chủ lại đây, làm chủ được cái chuyện đó, làm chủ được sanh tử. À, tức là làm chủ được sanh tử, không biết cái sanh tử thì chủ làm chủ được cái chuyện đó thôi. Dạ. Thế vì nó thoát ra thì mình sẽ biết mình sẽ chết, mình giữ lại thì mình sống. Trong lúc ngồi bình thường, lúc bình thường cái chuyện này nó muốn thoát ra thì mình theo nó, chịu ý là cho nó thoát ra. Như vậy không muốn thì mình nhờ cho nó là không. Sẵn đây con cũng chia sẻ luôn là nói về cái trải nghiệm của con nha. Riêng con biết rất là nhiều về những cái lượng kiến thức, chẳng hạn như bên trong có linh hồn và cái cơ thể, như là cơ thể vật lý, để cho nó hoạt động như thế này thì nó cần có một cái nguồn năng lượng tích trữ để chúng ta hoạt động như thế này. Thì con biết điều đó thôi, nhưng đối với chú là chú biết được bên trong nó đi như thế nào, nó chạy lên chạy xuống như thế nào, nó hoạt động bên trong như thế nào. Thì tu là trở về cái đó, và khi mà chúng ta trên lúc lâm chung á, để trở về cái giải thoát thật sự là cái đó, một cái bùm là trở về với cái vũ trụ bao la này, là giống như hòa chung với nước biển, nước biển trở về nước biển, nước trở về nước, nó thuần khiết nhất. Nhưng mà làm cái đó rất là khó. Nhưng mà con, ý con nói là đối với chú á, như con thì nếu mà con tu tập và thiền định thì cũng phải trở về cái việc đó, thì mới đầu nó hình thành, mới đầu nó cũng không rõ, thì nó như cái thùng nước, rồi nó gom lại rồi nó nhỏ chừng ba lớn vậy, nó lên đây thấy rất là rõ. Nhưng bây giờ thí dụ con nhắm mắt lại, con không gì hết, thì mọi thứ nó thôi diễn. Thì lúc mà nó đang thôi diễn, áp lực cuộc sống, gia đình, tình cảm, rồi tiền bạc rất là nhiều đó, nó đang thôi diễn, thì mình chỉ quan sát cái thôi diễn đó thôi, chứ mình không có cần cho làm suy nghĩ mình việc đó ha. Gọi là dùng cái nó tự cái thôi diễn, thì mình nói dùng cái từ diệt nó cũng không đúng. Không đúng, mà mình nói một cái từ mình tập trung lại cái thân ngay cái điểm cái chân nguyên khi mình có, thì mình tập trung cái đó thì cái kia nó sẽ mất. À, chứ nó diễn thì nó diễn, còn việc của mình là mình chỉ tập trung thôi. Tự động nó biết tan biết mất, nó không có diễn ra nữa. Thì từ đó sức mạnh nó mới có dần dần cục càng lớn, nó mới rút cái năng lượng, là cái hồn hay là nguyên âm gì đó, nó mới tụ thành được. Nhưng mà thí dụ như bây giờ một số người khi mà du định, con thấy họ đã bị dính cái việc gọi là ngũ ám ma, họ đã thấy là họ đã có sứ mệnh, họ đang giúp đời, họ đang có những cái này, và họ những cái vong linh cho họ biết là họ có trị bệnh được, rồi giúp đời được, hay là có khả năng thần thông nào đó, thì sao? Những người đang thiền định họ bị sợ gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cái chuyện đó thì rất là thường. Rất là thường. Tức là người ta thí dụ gặp một cái người thầy, người ta kêu dạy gọi là thiền. Thiền thì buông bỏ tất cả, trở về cái hư vô đi, thì người ta dễ lạc vào một cái thọ diễm đó. Người ta thấy này thấy kia, tức tâm người ta chưa trụ, người ta lơ lỏng, thì cái trong cái nghiệp thức, trong cái cuộc đời mình sống cái gì, nó thọ diễn đó, ý muốn mình thọ diễn ra, thì cái đó gọi là quỷ âm ma. À, con hiểu rồi, tức là trong lúc mình thọ diễn ra đó, nó bắt chung với cái tần số mà nó đang muốn như vậy nữa, nó nhập chung lại thì nó sẽ tái vô mình. Một, là nó bị dính ma. Nhiều cái đó là cái phần trong nó vô mình. Dạ. Hai là tự tâm mình nó khởi cái thọ diễn ra trong ý mình muốn. Ý mình muốn thì nó ra một cục năng lượng, nó luôn nó áp ngược lại mình, là nó phải cũng như là thí dụ chú là bên đạo Phật, chú đạo Chúa, chú thích cái cảnh thiên đàng gì đó, thì lúc của mình không muốn gì, nhưng mà nó lập ở trong cái tiềm thức mình rất lâu, lúc đó tự nó thôi diễn thì khỏi mình muốn. Dạ. Mình thành ra nó vừa nhá thấy cho mình thích mình theo. Nhá thấy thích mình theo, vậy khi mà nó nhá thấy mình không theo nữa là mình phải trở về bên chính mình. Mình dẹp bỏ. Dẹp bỏ. Nói những cái này, những câu hỏi của Quang, những cái chia sẻ của chú rất là hay đối với một số bạn tu thiền, hay thậm chí là những bạn đi theo tịnh độ, đi theo những pháp môn khác, nếu mà hữu duyên thì có thể là áp dụng trong cái hành trình của mình. Vì ngoài cái việc mà giúp cho cái hành trình tu tập của mình nó được thăng tiến, thăng hoa hay là thành tựu, thì còn giúp cho cái cuộc sống của mình nó được tốt đẹp hơn. Đó là mình trở về cái điều đó thì nó không còn vui buồn nữa, nó cứ như nhiên, nó cứ thoải mái, nó cứ chung dung, nó cứ tự tại, thì cái điều đó là một cái hành trình đẹp nhất của một người tu học. Đó là gì? Nhưng mà thí dụ như bây giờ có một người đang bị bệnh, có một người đang gì, thì nếu mà chú giúp họ thì mình có chen ngang vô cái nghiệp của họ không, mà lãnh nghiệp của họ hay không, và làm sao để mình xóa được những cái nghiệp của chính bản thân mình?